Giá này lên là cô chú anh chị mình đây, mít này lên lại 4.000 một ký rồi. Mấy bữa trước làm chóng mặt luôn, sáng sớm thì sáng sớm cho giá vô vườn cho giá vậy, cái cắt chừng tiếng hộ cái sụp 2.000, cái tiếng nữa sụp 2.000, làm chóng mặt luôn. Bữa nay tranh thủ mình đi ra, tranh thủ đi cắt sớm, cắt sớm giàu em nhất 26.000, cam nhị 20.000, 32.000 ngay cô chú anh chị mình, chợ 4.000, mỗi dụng bạn trên lệch 1-2.000. Bữa nay thì thấy giá gì đây thì thấy ok rồi đó, không biết giờ tới chiều sao. Sáng sớm ngày mùng 8 Tết nha, 7 tháng 2 2024, tranh thủ đi cắt cái này, cái bị thúi cái màu uống ghê, cơm đẹp ghê, thúi cái màu, thúi màu uống trái này có 12-13 kg, giá vậy ok rồi. Sợ hồi hồi tiếng hay tiếng hồ cái điều chỉnh giá lại. Nay em cắt, tranh thủ em cắt sớm. Con gạch bữa nay ít chứ cũng có nhiều. Bữa nay cắt chừng vài trăm ký, 500-600 ký. Cái trái cuốn dài như thế này thì tốt nhất mình đừng nên để mấy cuốn mình ngắn chứ cuốn dài này trái không bao giờ lớn nha chú anh chị. Mình tiễn trái, mình tiễn hồi lúc nhỏ, khâu để trái rất là quan trọng. Mấy cái mà cuốn ngắn mà cuốn xanh mà da cam á, dạng chanh á thì mới vô được hàng lớn nha, mấy cuốn dài gì là mất đi được không à. Cuốn dài ít khi nào trái nào mà đạt lắm, vô hàng hàng nhất hết. Trên 10 ký. Cuốn dài và trái là nhỏ nhỏ hàng bi không. Trái này nó bị mấy trái giật giật gì dễ bị sơ đen. Tiễn trái mình tiễn hồi lúc nhỏ, khâu để trái rất là quan trọng, vô được hàng lớn. Mấy trái cuốn nhỏ này là em là vườn em làm cắt hết, để cũng không đạt. Trái này dễ bị sơ đen lắm. Cuốn dài vậy trái đâu có vô được hạt lớn nữa, bị lép bên nữa. Cuốn quá dài, sơ đen, khả năng sơ đen cao, dễ bị sơ đen. Để cho mít nuôi cho mít 3-4 tháng trời, 4-5 tháng trời bị sơ đen ấy, uống ít thôi, bữa nay cắt ít được không được nhiều, lưa thưa. Nam đi vét vườn cũ rồi, cuốn dài không, mít này là chiều hướng là đang tăng, chưa có không biết chưa trường sao chứ sáng sớm là thấy giá vậy là ok rồi đó, lên 4.000 một ký. Kem 26 nhì 21-32 nha cô chú anh chị, chợ 4.000. Cô chú anh chị nào còn mất thì alo em, số điện thoại em 070-855-9391. Em nhận các mít khu vực miền Tây nha, đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ. Cô chú anh chị còn mít thì alo em. Sơ đen nha, mấy trái mớp mớp thì dễ bị sơ đen luôn. Sơ đen thì không có lấy được. Mấy trái cuốn già mà nó mấp mấp nó hay bị sơ đen, nhỏ mình tiễn trái mình lựa. Mình đây mít còn tơ mà chủ vườn người ta xén sầu riêng vô, xén sầu riêng vô nhiều. Mít này đang lên, chiều hướng đang lên nè cô chú anh chị mình. Thì còn mít thì bán đi để 1-2 ngày nó không biết làm sao. Giá cả bấp bênh quá, mấy ngày đầu năm vô ông làm, mấy ông làm không kịp cho mình luôn.
sáng ngày vô vườn cho giá cắt, tiếng hộ sụt 2 càng, tiếng nữa sụt 2 ngàn, sụt 4 ngàn, bữa trước tầm 4 ngàn, 4 ngàn một ký, giữ nguyên giá nguyên ngày luôn. Thế là mớp bự mớp uống kìa, cuốn dễ sọc. Mấy trái cuốn dài vậy ít vô hàng lớn, cuốn mà ngắn mà dàn chanh á, dàn chanh thì cái trái mít thì lúc nào cũng đạt hết nha cô chú anh chị. Cái cuốn mà dài thế này thì trái mít nó nhỏ lắm, hàng dưới 9 kg không, hàng 7 kg tới 9 kg là hàng mít nhì nha, 7 kg 9 kg mít nhì. Hai trái sơ đen này, nãy đi mình uống hai trái sơ đen, có 2 trái. Sầu riêng quá trời sầu riêng chưa già. Cô chú anh chị còn mít thì alo em nha, số điện thoại em 070 855 9391, em cắt mít khu vực miền Tây nha, chứ ở khu vực miền Đông thì Tây Nguyên thì em không có nhận được nha cô chú anh chị mình. Quá trời sầu riêng. Trái quá trời trái luôn, mít trái tơi quá trời luôn, này 2 tháng nữa rồi đó. Quá trời cuốn dài. Mít 3. Trái này hàng 3 nha cô chú anh chị mình. Cộng quá. Được 2 trái, nay quýnh 5 trái, 5 trái 2 trái xe đen.